Kính gửi tăng gia quý quyến cùng toàn thể quý quan khách lời thành kính phân hương. Kính thưa các cấp chính quyền sở tại, quý gia đình tăng quyến, quý thân bạn quyến thuộc, quý vị quan khách có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay, được sự chấp thuận từ phía gia đình, anh em đội mai táng rất có hoàng cho hợp năm kịp chúng cháu đến đây. Trước thành tâm thành ý cho bộ phận gia đình tăng quyến, sau đó anh em chúng cháu có dạy tiếp một buổi diễn tiễn lên cửu về nơi an nghỉ cuối cùng như kim tướng phá hoàng, võ tướng động quan, tề tiếng đánh động. Và cuối cùng anh em chú cháu xin cầu chúc quý gia đình tăng quyến ngày làm cho tốt, đưa lên cửu về nơi an nghỉ cuối cùng tốt đẹp. Kính chúc gia đình và toàn thể quý hoàng khách cùng anh em ban nhạc được nhiều may mắn. Giờ làm lễ đi, chú cháu xin được phép bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Di Giáo Pháp Hùng Hình Thiên Địa Âm Dương Nhị Khí, sanh tử tử sanh đồng nhất lý. Này võ tướng động quan, hội kim tướng phá hoàng, hào bao lai đỡ quan thì tôn sư dạy về cái gì? Thank you.
qua thì tha cho nó, còn mày kéo mạng lạnh đi thì phò lên cổ luôn. Đâu cái đầu lên tụi bay. Khoan, mày buông ra ngay, tưởng là chết cho mày làm dữ đứng lên mày. Trước khi dẫn mày khỏi trần thì phò lên cổ, mày để anh thật ngừng tao mới chết được. Mày ăn ai mày? Ăn khơi thường 5 triệu rồi mày. Mày buông ra coi, cái nhỏ này. Ăn chỗ đâu? Trời ơi, 5 triệu đó. Ăn cái gì vậy? Hai tay dính vô ông nội. Mày buông tao ra coi, nắm tụt cái quần. Cái chỗ đông người mới nắm cho cái đầu, đừng gìn lộn cái quần, nó tụt là lại người ta luôn nha. Chứ gì nữa? Khoan mày, con nít rẻ chân trời hết rồi. Bây giờ kiếm thịt mềm không? Ai mà mềm? Thịt Phật tử. Trời trời trời.
chạy. Trời ơi, nó để ý hay ha. Chạy. Tao không thấy luôn. Canh tay nó ra tặng nó xài đó coi. Ăn thịt hả mày? 5 triệu hả mày? Lấy cái này nè Quýnh. Mấy lần rồi. Lôi nó vô. Nói mày. Cái đám này dòng họ nhà mày sao? Mày Quýnh đi vậy mày? Nằm xuống. Nè nè. Quý đẹp trai nhất Tân Thạnh mà chết kiểu nào chứ cái này đinh đâm lủng lỗ xuống quá. Mày sắp chết mày sợ xấu nè. Chào vui. Chào máu lụi tay luôn hả mày? Lỗi đầu là tôi. Giả bộ chạy đó. Nhậm đó. 5 triệu mới làm mày. La lạ nhà mày dậm nhà hiệu la gì? Mày không tin mà nằm xuống đây. Đạp lồi đấm gom mày không? Tin. Cho nó uống nước lần cuối rồi tôi. Uống nổi không mày? Làm cho mày. Uống nước không xong. Uống ông nội tao. Mày coi này xúc miệng chứ ngậm nước chị phụng cho mũi tao thú quá à. Nước thẳng mày. Ở giờ mày. Tranh thủ uống vô. Sao mày thấy mát không? Chuyện nặng nội ơi. Sao mày? Uống nước còn không xong nữa. Chạy nữa hả mày? Uống ông nội đó chứ uống. Mày hỏi hết bà con ở Tân Thạnh đây coi. Có ai uống nước uống bằng hai lỗ mũi không? Mày chê vô hai lỗ mũi là kia tao uống. Uống ông nội đó. Mày ăn thịt Phật tử uống bằng lỗ mũi mày. Nghe thổi nè. Mày trước khi đi theo bò lên cũ mày có lời gì nói với bà con ở đây không mày? Có mày ơi. Trước khi vĩnh biệt cõi trần theo phò lên cũ, bà con cô bác xa gần, nội ngoại hai bên, có ai thương tình ủng hộ quỷ này làm lộ phí đổ xăng theo phò lên cũ luôn bà con ơi. Trời ơi, trước khi đi theo phò lên cũ để xin lộ phí đổ xăng bà con ơi. Gia đình và bà con cô bác là nhà đại gia tiễn dân cho con quỷ này lên đường. Đây là ông anh đại gia tặng cho mày 50.000 nha mày. Tiễn mày đi một đoạn mày. Và đây ông chú tiếp tục tặng cho mày thêm 100 nữa nè. Không thắng từ từ bà con liệt sĩ đi theo phò lên cũ luôn mày. Cảm ơn ông anh ông chú. Ê, đám khán giả con cháu đông vậy mà có hai người thương. Còn như bộ ghét là hết hả mày? Còn nữa mày. Không thắng từ từ bà con vô mày. Ê, mày coi còn nhà hảo tâm là cái tặng thưởng tao. Tặng mua khẩu trang để đi phục vụ bà con trong trận Covid này các mày. Không thắng từ từ bà con vô lì xì mày. Đây là ông anh tặng thêm cho mày 50 nữa nè. Trời ơi, hộp khẩu trang 80 trong đây ca. Và đây bà chị xinh đẹp tặng cho mày thêm 50 nữa các mày. Cảm ơn bà con rất nhiều. Ê, còn cơ sở mai tái chạy hàng ông Năm kịp. Đâu rồi mày? Trời ơi, sắp chết mà còn khôn quá ha. Đây là bà gì tặng cho mày thêm 50 con khẩu trang nữa nè. Ông anh đại gia tặng cho mày 200 nha mày. Mày sắp chết kiếm chàng Năm kịp chứ cho mày. Ông Năm kịp ơi, nếu một mai tôi vĩnh biệt coi trần để theo phò linh cụ, ông nhớ tặng tôi một cái quan tài đẹp giống hệt trong nhà cái cơ sở mai tái chạy hàng ông Năm kịp. Trời ơi, nó quỷ sứ mà cũng khôn quá. Có lỗ phí xin cái quan tài đặc biệt không mày? Đây có còn Phật tử ra tặng thưởng đâu nữa không? Trời ơi, có chị Phật tử mà mày lôi chạy mất dép rồi đâu mất tiêu rồi mày ơi. Đâu mày điểm hết cho bà con tặng thưởng tao đủ dép Phương Trang mới lạnh có wifi thì phò lên cũ rồi mày. Mày quỷ sứ đi Phương Trang mới làm wifi được không mày? Nói vậy chứ để tao điếm coi. Có học không? Đây là bà con gom góp lại tặng cho mày tổng cộng được 500.000 nha mày. 500.000? Trời. 5 triệu mới được hả mày? Trời đất ơi. Người ta chết mười mấy hai chục trái. Thân quỷ sứ đẹp trai cho tao chết chỉ có 5 xị chẳng hả mày? Mày đẹp trai ha. Đắp nó lại tiễn giọng là được rồi. Còn nữa mẹ, tao nghe tiếng dép bẹp bẹp. Ông thẳng từ từ bà con lì xì mày. Giết mày lì xì sao? Mày có thằng khè đấy lộn gì không mà sao hôi xịt? Cái nồi vẽ của nhà mày đó. Tao nó lấy con tán. Đúng quả chơi tao mà. 5 xị đó vui với số đúng á. Bệnh ra mày. Được 50 xị. Nó nói giang nha mày. Lỡ tay mày. Cười gì mày? Cười ông nội mày chứ cười đau chứ cười. Cười ông nội mày. Mày để đây mày chà mày nhúng mày kiếm bà già vợ mày hả? Mày để xin lên. Để đây đập đỡ tao cái là gãy liền. Gãy cái gì? Tờ gãy vàng khoai 981 của tao. Gãy đỡ tốn 5 triệu mày. Trời ơi, nó nạo luôn. Ây da. Xin mời gia đình bà con cô bác hướng mắt vào đây xem kim tướng chị tổ của xứ này.
đập con quỷ thành công tặng nó một tràng hoa tai tiễn vô lên đường quý vị ơi. Chuẩn bị một hai. Cái gì vậy mày? Trời ơi, đặt cái búa lộn chỗ hả? Coi còn nhà hảo tâm nào ra tặng chiếc xe buýt lần cuối không mày? Trời ơi, nó kiếm chiếc xe buýt sau cùng mà con ơi. Chuẩn bị một hai ba, xử thử đó. Ê, ê. Xử tử đó. Quệ hả mày? Út cái tay hả mày? Rồi. Kinh sáng gà. Chết rồi. We'll be right back.